Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính có trong bản tin hôm nay. Phán MU tung kế hoạch cực lớn ký Delan Rice. Neymar từ chối Ả Rập chỉ muốn đến MU. Real chút đề nghị 75 triệu ký Harvard và có rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU tung kế hoạch cực lớn ký Delan theo Daily Mail, MU muốn có Delan Rice vào mùa hè này và đã liên hệ đàm phán với phía West Ham để thuyết phục đội bóng London nhà cầu thủ. MU dự tính sẽ chi trả tiền mặt cộng với việc các thêm người. Ba cầu thủ Eric Ten Hag dự định đưa ra trao đổi là Harry Maguire, McTominay và Anthony Martial. Dù tung ra kế hoạch cụ thể như vậy nhưng không dễ để MU có được Delan Rice. West Ham được cho là muốn thu về toàn bộ tiền mặt và đang bị thu hút bởi đề nghị trị giá 85 triệu bảng từ Bayern Munich. Con số trên cách đòi hỏi ban đầu của West Ham chỉ 5 triệu bảng. Thuê An chốt đề nghị 75 triệu euro mua Harvard. Nhiều nguồn tin uy tín khẳng định rằng Real Madrid đang muốn chi mộ tiền đạo Kai Havertz của Chelsea trong bối cảnh họ đang gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận Harry Lúc Lord xem ngôi sao người Đức như giải pháp ngắn hạn để giải quyết vấn đề ở vị trí số 9, với việc Karim Benzema sa sút phong độ và có thể sẽ rời đi ở kỳ chuyển nhượng hè sắp tới. Theo Fabio Gatto, đội bóng Tây Ban Nha sẵn sàng trả khoảng 75 triệu euro để có được sự phục vụ của Harvard. Tuy nhiên, phía Chelsea đã nhanh chóng khước từ lời đề nghị này. Đại diện xứ sương mù cởi mở trong việc bán chân sút 23 tuổi, nhưng họ chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với số tiền 100 triệu euro. Neymar từ chối Ả Rập chỉ muốn đến MU. Theo Foot Mercato, Neymar vừa từ chối lời đề nghị lớn từ Ả Rập Xê Út. Theo nguồn tin này, một trong những câu lạc bộ Ả Rập Xê Út đề nghị cựu sao mức lương rơi vào khoảng 400 triệu euro cho hai mùa giải. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil lập tức từ chối. Theo đó, Neymar chỉ muốn ở lại PSG hoặc chuyển đến MU, đội bóng Pháp sẵn sàng bán Neymar trong hè 2023 để cải tổ đội hình. Lampard muốn Mason Mount ở lại Chelsea Phanh Lampard mong muốn Mason Mount sẽ tiếp tục ở lại Sam Fabric, ông cho rằng các cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo nên gắn bó hơn với đội bóng đây là một trường hợp khó để tôi bình luận bởi vì tôi không có ở trong đầu của mao và trên quan điểm của câu lạc bộ thì vai trò của tôi bây giờ là như vậy đấy về mặt thực tế việc đàm phán sẽ diễn ra giữa hai bên này tôi không ngạc nhiên với tin đồn này bởi vì đây là bóng đá tôi rất thích mason mao về cả nhân cách con người lẫn khía cạnh chuyên môn tôi chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp nhất Tôi đã được thấy những gì Mao đem đến cho câu lạc bộ này, nhưng chúng ta sẽ chờ xem, điều quan trọng là chúng ta cố gắng và giữ cảm giác cho các cầu thủ trẻ rằng họ có con đường để lọt vào đội hình Chelsea và chơi cho đội bóng mà họ yêu thích từ bé, như Mao hay là Reece James. Dĩ nhiên trong một thế giới lý tưởng thì các cầu thủ này sẽ ở lại câu lạc bộ, nhưng trong bóng đá hiện đại điều đó không phải lúc nào cũng rõ ràng như thế. McTominay chắc chắn rời MU. Paul McTominay đã sẵn sàng rời Old Trafford trước sự quan tâm tới từ Newcastle, thông tin được nhà báo Denzel tiết lộ. McTominay trưởng thành từ lao đạo thảo trẻ của MU, cầu thủ 26 tuổi này đã tăng hạng ở câu lạc bộ và khẳng định mình là một cầu thủ quan trọng của đội 1. Tuyển thủ Scotland đã được tôn lên đội 1 vào mùa hè năm 2017 và kể từ đó đã góp mặt trong 208 trận đấu trao quỷ đỏ. Anh cũng có 24 lần đóng góp và bàn thắng. Dù vậy thì dưới thời Eric Ten Hag, vai trò của McTominay bị giới hạn. McTominay ra sân 38 trận nhưng chưa đầy 1.700 phút. Tiền vệ phòng ngự người Scotland muốn được thi đấu thường xuyên hơn và do đó anh đang cân nhắc việc rời câu lạc bộ. Arsenal dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ Ngọc Quý Hà Lan Theo báo cáo từ Voet bon International, Arsenal đang dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ tiền vệ Xavi Simon, Sa Mai 20 tuổi có màn trình diễn nổi bật trong màu áo PSV mùa này. Sau 47 lần sỏ giày ra sân, Xavi Simon sở hữu 21 bàn thắng, 12 kiến tạo. Về phía Arsenal, Mikel Ateta cần củng cố gia tăng sức mạnh khu trung tuyến. Ở tuổi 20, Simon được xem như bản hợp đồng đầu tư cho tương lai với pháo thủ. Simon sẽ đối mặt với cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt nếu cập bến sân Emirates. Tiền vệ người Hà Lan phải chiến đấu trong một suất đá chính với những gốc nhi nhô. Thomas Partey, Fabio Vieira, lối chơi linh hoạt, đa năng trở thành thế mạnh của Simon. Bên cạnh vai trò tiền vệ tấn công, Simon có thể chơi tốt ở hành lang hai cánh khi cần thiết. Real Madrid chính thức đón rút Bellingham. Sau nhiều tháng theo đuổi, Real Madrid đã sắp đạt được mục tiêu hàng đầu của họ, rút Bellingham. Theo tờ Marca, Real Madrid sẽ ký hợp đồng với Bellingham vào tuần tới sau khi mùa giải Bundesliga khép lại Real Madrid đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Bellingham và thỏa thuận phí với Doc Moon là trở ngại cuối cùng, song mức giá 100 triệu euro mà Lot Blancourt đề xuất đã khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Lúc sau khẳng định MU sắp đóm băng tấn theo quan điểm đến từ lúc sau, MU thực sự đang được vực dậy dưới sự dẫn dắt tài tình của Eric Ten Hag. Sau khẳng định, đội chủ sân Old Trafford sẽ chào đón những tân binh đỉnh đám trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và anh hy vọng là họ sẽ có mặt tại Old trong giai đoạn tiền mùa giải. Hợp vệ người Anh chia sẻ, tôi nghĩ các đội bóng xung quanh chúng tôi chắc chắn có thể thấy rằng MU đang trên đường trở lại. Mùa giải đầu tiên dưới thời huấn luyện viên mới, tôi nghĩ sẽ luôn có một chút chuyển đổi. Những thứ mà Ten Hag đã mang đến là rất rõ ràng, cũng như là cái cách ông ấy thay đổi suy nghĩ mà chúng tôi lẫn phong cách thi đấu. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể để họ có mặt tại đây cho giai đoạn tiền mùa giải. Mục tiêu của chúng tôi trong mùa tới là vô địch ngoài hạng Anh và C1. Xavi phũ phàng với Ansu Fati Theo Diario AS, Xavi đã lên danh sách những cầu thủ không muốn có ở Bắc Gia mùa tới. Nguồn này khẳng định vị thuyền trưởng sẽ có cuộc nói chuyện trực tiếp với từng cầu thủ sau khi Bắc Gia ăn mực trước vô địch La Liga mùa này, nói họ tìm đến bến đỗ mới. Và một trong cái tên đáng chú ý được Xavi liệt kê vào danh sách loại khỏi nâu ca mùa tới là số 10, Ansu Fati. Gần đây, báo chí Tây Ban Nha cũng chào đón đây là mùa giải cuối cùng của anh về tư cách là cầu thủ Bắc Gia. Fati từng được kỳ vọng rất nhiều được trao chiếc áo số 10 sau khi Messi chuyển đến PSG vào mùa hè 2021. Tuy nhiên, ngôi sao này không phát triển được dưới thời của Xavi, một phần là bởi chấn thương. AC Milan quyết tâm rút ruột Chelsea Nhà báo Rudy Galetti chia sẻ với Givermi rằng Chelsea chuẩn bị tổ chức các cuộc gặp gỡ với AC Milan về thương vụ Ruben Lutuchet. Rudy Galetti cho biết sẽ sớm có những cuộc bàn thảo mới, nhưng phí chuyển nhượng không phải là vấn đề. Thay vào đó, tình hình phức tạp hơn một chút liên quan đến các điều khoản cá nhân và tiền lương. Điều này có thể làm trở ngại cho việc chuyển nhượng. Mức lương của cậu ấy hiện vào khoảng 9 triệu euro, con số mà AC Milan tuyệt đối không trả. Hợp đồng của LotusJet sẽ hết hạn vào năm 2024 và tiền vệ này có thể sử dụng năm sau để tối đa hóa thu nhập của mình. Theo quan điểm của tôi, việc thuyết phục cậu ấy chấp nhận giảm lương sẽ không dễ dàng như vậy, nhưng chúng ta hãy chờ xem diễn biến tiếp theo, nhà báo này nhấn mạnh. Arsenal quyết tâm sở hữu sao Man City Theo Nightingale, việc do Cancelo có thể rời khỏi Man City ở kỳ chuyển nhượng hè 2023, Mikel Ateta đã có những liên hệ nhằm đưa ngôi sao người Bồ Đào Nha về với đội bóng thành London. Cancelo hiện đang khoác áo Bayern Munich theo dạng cho mượn tới cuối mùa, song anh cảm thấy không hạnh phúc ở đội bóng nước Đức. Ngoài ra thì mối bất đồng với Pep Guardiola là, là lý do khiến anh khó cam kết tương lai lâu dài cùng Man City. Ngoài Arsenal, Barcelona cũng đang dành sự quan tâm lớn cho hậu vệ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!